Lực lượng công an truy quét bắt thêm được 6 nghi phạm, nâng tổng số người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk lên 45 người. Đã bắt 45 người vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk. Bắt giữ một trong các nghi phạm tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Cư, Cư In. Chiều ngày 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết trong ngày hôm nay lực lượng truy bắt tiếp tục làm nhiệm vụ và bắt thêm được 6 nghi phạm trong vụ gây mất an ninh trật tự, tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắc. Theo ông Xô, tổng số nghi phạm bị bắt giữ và tự đầu thú đến chiều ngày 13 tháng 6 là 45 người. Công an đang tập trung xét hỏi những nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục truy bắt những người còn lại. Trước đó, từ đêm ngày 12 đến sáng ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã trắng đêm triển khai các phương án truy quét và bắt giữ được 10 nghi phạm. Cũng trong đêm ngày 12 tháng 6, có thêm hai người trong nhóm tấn công 2 trụ sở ủy ban nhân dân xã ra đầu thú. Vụ tấn công 2 trụ sở ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk đến chiều ngày 13 tháng 6 đã bắt 45 người. Theo Bộ công an, trạng sáng ngày 11 tháng 6 một nhóm người đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công đập phá trụ sở ủy ban nhân dân xã phòng làm việc của công an xã ea tiêu và ea cua huyện cư cu -In. hậu quả làm bốn công an hy sinh một số cán bộ xã và người dân bị thiệt mạng nhóm người này cũng tấn công làm hai cán bộ công an bị trọng thương bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt nhóm người tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Cùng thời điểm, Bộ Công an cũng phát đi thông báo đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 6 nghi phạm tham gia tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Kuin. Sau một ngày truy bắt quyết liệt, đến chiều tối ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 nghi phạm. Cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí gồm dao, súng mà nhóm người này sử dụng để gây án. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai người dân bị bắt làm con tin, công dân thứ ba tự giải thoát. Theo bộ công an, đến tối ngày 11 tháng 6 không còn người dân nào bị nhóm nghi phạm bắt làm con tin.